Rồi chị đi đi, giới thiệu từng người đi. Đây, đây tôi là Phật tử ở Như Lai Thiền Tự. Tôi xin giới thiệu các anh chị em ở đây là trong ban thanh tra của Như Lai Thiền Tự. Xin giới thiệu đây là những chị Phật tử thân thành mỗi ngày, nghĩa là trong tuần mỗi ngày đến đây để mà lo công, để lo công quả, làm tất cả mọi công việc. Quý vị hãy nhìn xem nè, về này nó ngồi cặm cụi rửa từ cái chén, là 85 tuổi đó, công đức vô lượng ra đây nào quý vị. Anh chị em ở đây, đây này tôi là mấy chị này, chính là không có cái vị này là chúng tôi không có được những cái bánh tiêu ngon như thế này. Đó, em nhìn, em nhìn chả giò này, chả giò có như là thật sự là nổi tiếng. Đó, đó là nhờ công sức của các anh chị em ở đây cặm cụi làm việc ngày đêm. Chị có còn nhớ ai nữa không? Để không có sót người nào nha. Đây nè, đây, đây là chị Đông, đây là chị Thủy, đây là Duyên, tất cả mọi người ở đây, mỗi người góp một bàn tay, đó là mỗi người một bàn tay, một viên gạch để xây dựng Như Lai Thiền Tự tôi càng ngày càng lớn mạnh. Thôi chị mời những người, chị mời những người Phật tử nào mà chưa có biết đó, để đến đây dự đó. Dạ. Chị mời những người Phật tử nào mà chưa có biết đó, trong cái Như Lai Thiền Tự nè, mời dạ. Người ta đến. Dạ, thưa thì tôi nghĩ rằng là tất cả các vị gọi là Phật tử ở Arizona đến Như Lai Thiền Tự, nhưng mà vì có duyên hay là chưa có duyên thì quý vị chưa đến, thì bây giờ chúng tôi là người đại diện của Phật tử Như Lai Thiền Tự, chúng tôi mời tất cả quý vị hãy đến với Như Lai Thiền Tự để cùng với chúng tôi, tất cả chúng ta cùng một tấm lòng để mà là trước nhất là chúng ta học tập về cái Phật pháp của chúng ta, để cho chúng ta tìm thấy cái cõi cực lạc của chúng ta ngay trong đời hiện tại, và sau đó chúng ta nghĩ tới chúng ta trong con đường hướng trong tương lai mà mọi người đều phải đi đến. Hay quá. Xin chào quý vị đó.